Thưa quý vị, trong hai ngày 18 và 19 tháng 4 tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Trong hai ngày diễn ra hội thi, 37 thí sinh là chính ủy, phó chính ủy, thủ trưởng cơ quan chính trị cấp trung, lữ đoàn và tương đương, chính trị viên phó các hải đội, đại đội, tàu và tương đương đã trải qua vòng thi sơ loại soạn bài giảng. Kết thúc vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh có thành tích cao nhất vào vòng chung khảo thi thực hành giảng bài để xếp loại trao giải. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh và trao giấy chứng nhận cho 8 thí sinh đạt giỏi trong các hội thi.